Lục Di, Lục Di đâu vậy? Nên chuyện này nè. Chuyện khi chị nằm ở Lục Di. Di chăng từ đó lên. Lục Di, chăng thua nữa. Môn đường tới, Di chăng thua rất để Di chăng thua. Lục Di thua nữa, bóng phải đo kê. Mọi anh ra luôn mày, chắc là bỏ khiếm chơi khăn nè. Nên nào, ôi phải bật chơi cài. Mày đi dây anh chăng? Mày cái dây chân mấy. Chăm đây chung với bọn anh lên mang ấy, lên lạc lên tới. Xin nhắc các bạn. Sway chân chung này nè, Lục Di, mấy con Lục Di lên sway chân kìa chăng? Ai tên mình nữ? Lần này mình bán tề, ham lôi lôi kề, ham chỉ đại khẩn. Hai mấy cái lục dây thua hình chẳng, to tay chỉ một khiếm. Mà, mấy cái mạng này dây tới thật tơi chẳng. Con ba giờ ma toàn, bên mạng này dây biết trong cái đó. Lục dây, sao mà dịch bây giờ? Lục dây và con chỉ khăn của dương ơi. Nè mà, con biết bị cho nó đây mà con ba này dây. Mấy con nè mà chạy tranh lươn nhàng đi. Không vào đồng ấy, lục dây, con tập ban sốc hay. Chào pro. Lực rối đang trong một lần phòng. Cũng mơ tại tôi sắp bị. Lực rối còn phải bị chân canh bắt tiền. Và mình chân tế bọn hắn bay ở này chứ đây. Đừng ơi, bọn hắn nơi ơi. Còn pro, lực rối con cũng chung này ấy. Trời ru nở bàn lỗ. Con sợi, con prang khăn bệnh. Con trời chân mơ thay khuôn anh phòng. Mạng văn tốc lời ở con. Con vô tờ tình ấy nhắm tư. Con bị bại chất ấy, dây từ muốn hai. Hai dây nâng trong trăm đẹp từng ốc kia.